Đây là trận đấu mà quyền huấn luyện viên Trưởng Lee Jang Jin đã triển khai khá thành công sơ đồ chiến thuật 3-5-2, quen thuộc của huấn luyện viên Park tại đội tuyển Việt Nam. Với một đội hình có thiên hướng chơi về phòng ngự, đội tuyển U23 Việt Nam đã hỗ trợ, bọc lót cho nhau khá tốt, khiến cho đối phương gặp khó khăn trong việc triển khai ý đồ tấn công. Kết quả hòa 0-0 đã phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân, khi cả hai bên đều không tạo ra quá nhiều pha bóng đáng chú ý về phía khung thành của nhau. Dẫu vậy, Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện rất nhiều điều, đặc biệt là việc tổ chức thế trận và triển khai bóng tấn công. Hiện đội hình U23 đang có khá nhiều tiền đạo như Việt Cường, Quốc Việt, Nguyên Hoàng cùng các cái tên có khả năng tạo đột biến nhờ kỹ thuật cá nhân như Quốc Việt, Nguyên Hoàng. Nhưng thực tế vẫn chưa có một gương mặt nào có thể tạo sự đột biến trước khung thành đối thủ. Qua trận hòa với đội tuyển Iraq vừa qua, có thể thấy các cầu thủ trẻ đã khá lúng túng trong việc lên bóng. Sự thận trọng quá mức cần thiết Cùng việc đã không có được tâm lý tự tin là những nguyên nhân khiến lối chơi của U23 Việt Nam trở nên bế tắc, kém hiệu quả, thiếu đi sự gắn kết giữa các cầu thủ. Bên cạnh vấn đề này, nền tảng thể lực cũng là một hạn chế lớn, khiến đoàn quân áo đỏ không tạo ra được những cơ hội có thể trở thành bàn thắng trước Iraq. Trong bối cảnh phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các cầu thủ đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì được sức bền, tốc độ để sẵn sàng đá đôi công với đối thủ. Trước một đội tuyển có trình độ chuyên môn cao như U23 Croatia, đó chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với thầy trò huấn luyện viên Lý Ngang Jin. Đó sẽ là một trận đấu mà hàng công không chỉ phải cố gắng nhiều hơn mà cả hàng thủ cũng sẽ phải làm việc vất vả để ngăn chặn đối phương lên bóng. Theo đánh giá, đội tuyển U23 Croatia với thành phần gồm toàn các cầu thủ trẻ U20 sẽ là một đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam. Dù thua Nhật Bản không một ở ngày ra quân nhưng đội bóng từ châu Âu đã trình diễn được lối chơi tấn công khá đa dạng, có nét. Sự nguy hiểm của họ được thể hiện qua khả năng dàn xếp các miếng đánh biên bóng dài, bóng bổng, đan sen là các pha phối hợp trung lộ ở cư ly ngắn, trung bình, khá nhuần nhuyễn để đưa bóng tiếp cận khung thành đối thủ. Dù vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế nhưng so với U23 Việt Nam, Croatia vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm với sự nhỉnh hơn về thể hình và thể lực. Và đây sẽ là một cơ hội tốt để Quang Thịnh và các đồng đội được trải nghiệm trận mạc trước khi bước vào chiến dịch SEA Games 31. Với đúng tính chất giải giao hữu, hy vọng trong hai trận đấu còn lại ở Dubai Cup 2022 đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi cởi mở hơn. Có thể cả đội sẽ không có được những kết quả như ý muốn, song đó cũng sẽ là dịp để họ có thể hoàn thiện mình khi được so tài với những đối thủ lớn. Dự đoán kết quả giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Croatia, tỷ số được dự đoán sẽ là 0-2 nghiêng về đội tuyển U23 Croatia. Thông tin lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mất liễu quang vinh vì chấn thương. Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam gồm các cầu thủ Văn Chuẩn, Duy Cương, Văn Tới, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Văn Đô, Trọng Long, Quang Nho, Hai Long, Văn Đạt và Việt Cường. Đội hình của U23 Croatia gồm có Karlo Centic, Roko Zurizic, Marco Henu Elzak, Stipe Vũ Ly Fran Roko Zureskin, Bruno Brajkovic, Luka Karisic, Sivio Gorican, Carole Operic và Leon Belka. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mang đến bất ngờ trước U23 Croatia ở Dubai Cup 2022. U23 Việt Nam đã chơi tốt trước U23 Iraq và hòa đối thủ với tỷ số 0-0 ở trận mở màn U23 Dubai Cup 2022. Ngay sau trận hòa này, U23 Việt Nam đã bắt tay vào tập luyện chuẩn bị cho trận đấu thứ hai. Trong buổi tập mới nhất, có 8 cầu thủ nằm trong nhóm đá chính ở trận đấu gặp U23 Iraq chỉ khởi động nhẹ nhàng và chạy bộ quanh sân. Trong khi đó, ba người bị đau cơ là Trần Văn Đạt, Nguyễn Trọng Long và Lê Văn Đô đã không còn những bước đi tập tĩnh nữa mà có thể chạy, tập bóng cùng đồng đội. Trường hợp được quan tâm nhất sau trận mở màn chính là Liễu Quang Vinh vì đã không có mặt ở buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam. Liễu Quang Vinh bị chấn thương dây chằng đầu gối và được bác sĩ Choi Ju Jang đưa đi kiểm tra, chụp chiếu trong ngày 24 tháng 3 để xác định rõ hơn về mức độ tổn thương dây chằng. Ở buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Lee Yang Jin, người lên giáo án tập luyện cho U23 Việt Nam, chủ yếu đứng từ xa để quan sát các học trò và chỉ trực tiếp chỉ đạo về mặt chuyên môn ở bài tập chiến thuật. Trong khi đó, huấn luyện viên Gong Okun cũng dành nhiều thời gian để quan sát, làm quen với cách vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam để sẵn sàng cho trận đấu với U23 Croatia. Theo lịch thi U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Croatia vào ngày 26 tháng 3. Trận đấu này được báo điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.